mà theo thông lệ hàng năm, đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu lại tổ chức chương trình cúng dường Trường Hà, mục đích hướng Phật tử gần xa gieo trồng phước báo, kết duyên cùng chư tôn đức tăng ni an cư tại các Trường Hà, tại Long Thành Bà Rịa, nhằm tu tập công đức, nguyện cầu Phật pháp hưng thịnh, quốc thái dân an, thế giới hòa bình theo tinh thần từ bi mà Đức Phật đã dạy. Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi, vào lúc 5 giờ 30 sáng, tại quầy sách Phật học số 21 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, hàng Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu đã tập trung về điểm hẹn rất sớm để chuẩn bị cho chuyến hành trình cúng dường Trường Hà năm 2019. An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo. Trong 3 tháng ấy, tăng chúng, ni chúng tập hợp tại một ngôi chùa chỉ định để chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp, xây dựng tinh thần lục hòa cộng trụ. Vào những ngày này, các đoàn hành hương cũng về chùa lễ Phật, cúng dường Trường Hà, vì ý thức trách nhiệm đối với đạo pháp, vì cảm mến đức độ của chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni lo tu học trong 3 tháng, vì mong muốn tạo được cơ hội cho chư Phật tử gieo duyên lành với Tam Bảo, ngõ hầu tạo chút ít công đức làm tư lương cho con đường hành thiện của mình. Đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu do chú Phật tử Tuệ Trung làm trưởng đoàn, hàng tháng đạo tràng tổ chức tu học một ngày tại thiền viện Phổ Chiếu, các hành giả ngồi thiền nghe pháp nhằm thực hiện sự chuyển hóa tự thân để có sự bình an nội tâm, với mục đích tối hậu là cả mình và người đều giác ngộ và giải thoát. Trong chuyến đi cúng dường Trường Hà năm nay, đoàn sẽ cúng dường 10 Trường Hà tại Long Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu như Thiền viện Trí Đức Chư Tăng, Thiền viện Trí Đức Chư Ni, Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, Thiền viện Liễu Đức, Thiền viện Huệ Chiếu, Trường Trung cấp Phật học Đại Tùng Lâm, Ni viện Thiện Hòa, Thiền viện Phổ Chiếu, Thiền viện Viên Chiếu, Thiền viện Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu. Sau chuyến hành trình dài gần 2 giờ đồng hồ, thì giờ đây đoàn chúng tôi cũng đã về đến Thiền viện Trí Đức, là thiền viện thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử nước Việt, nằm tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cách quốc lộ 51 khoảng 4 km. Đây là thiền viện lớn có 2 viện tăng ni riêng biệt với tổng diện tích gần 10 mẫu. Dòng thiền Trúc Lâm nước Việt bắt nguồn từ Tam Tổ mà tuôn chảy, mà thấm đượm vào đời từ 700 năm qua. Cho đến bây giờ vẫn tuôn chảy, vẫn âm thầm nuôi dưỡng với thâm huệ mạng của tăng ni Phật tử Việt Nam. Gồm những Phật tử hiện diện tại thiền viện hôm nay và những Phật tử vắng mặt vì công việc gia đình đã hoan hỷ góp ít một chút tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Tam Bảo. Kính mong chư Phật mười phương gia hộ cho thầy và chư vị tôn đức tăng thuộc thiền viện Trúc Lâm Trí Đức được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành và là ngọn đuốc tuệ sáng ngời dìu dắt chúng con trên đường chánh pháp. Và kính mong thầy và chư vị tôn đức hứa khả thọ nạp sự cúng dường của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phát đài chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay hồi đủ duyên lành nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng, quý Phật tử đã trở về thiền viện Trúc Lâm Trí Đức thăm viếng, đồng thời lại có ít tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, cúng dường hòa thượng như hiện tiền chư tăng ở thiền viện Trúc Lâm Trí Đức. Thay mặt cho hòa thượng ân sư
và toàn thể chư tăng ở thiền viện. Trước nhất cũng xin ghi nhận cái tấm lòng của toàn thể quý Phật tử cúng dường hôm nay, và đồng thời với phước duyên lành này cũng thay mặt cho Hòa Thượng Ân Sư và toàn thể chư tăng ở thiền viện cũng cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử cúng dường hôm nay được nhiều sức khỏe, phước tệ trang nghiêm, phước thọ bền lâu, bồ đề tâm kiên cố, và mọi sự sắp đặt trong sinh hoạt cũng như tu học hàng ngày đủ duyên được thành tựu như nguyện. Và cũng với phước duyên lành này cũng cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho những người thân của quý Phật tử cúng dường hôm nay được tăng phước tăng thọ, những người thân quá vãng cũng được nhẹ nhàng sanh về cảnh giới Phật an vui. Vào giờ này toàn thể đạo tràng cũng xin được nhất tâm hồi hướng tất cả công đức lành này trên mười phương khắp pháp giới chúng sanh, quyền cho chánh pháp được trường tồn, mỗi loài đều được thấm nhuần mưa pháp, hết khổ an vui. Lễ cúng dường đúng pháp thay mặt cho Hòa Thượng và chư tăng đã chứng minh cho rồi, về toàn thể quý Phật tử hãy hướng về mười phương tam bảo thành kính đảnh lễ cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy kính bạch thầy, đã hoan hỷ từ bi hứa khả thọ nạp sự cúng dường chúng con và ban những lời pháp nhũ thật cao quý, chúng con xin chân thành tri ân và y giáo phụng hành, chúng con xin cúng dường tam bái. Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. Chí tâm đảnh lễ tất cả chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. Chí tâm đảnh lễ tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. Sau buổi lễ tác bạch tại Thiền viện Trí Đức Chư Tăng, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại Trường Hạ Thiền viện Trí Đức Chư Ni, dòng thiền Trúc Lâm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, tìm được thượng nguồn, hòa nhập tuôn chảy, các thiền viện lần lượt ra đời, đem nguồn vui đến cho nhiều người. Tăng Ni Phật tử Việt Nam hâm mộ tu thiền, hướng về Hòa Thượng, hướng về Chư Tôn Đức Tăng Ni, hàng môn hạ của Ngài, như con nhỏ hướng về mẹ hiền để được nuôi dưỡng, được tắm mình trong suối mát thanh lương, cho cuộc đời hết khổ được vui. Mười phương gia hộ cho ni sư và chư vị tôn đức ni thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, pháp thể được khinh an, thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành, và là một ngọn đuốc sáng ngời dìu dắt chúng con trên đường chánh pháp. Kính mong
quý ni sư, quan hỷ hứa khả thọ nạp sự cúng dường của chúng con để chúng con thêm được phần công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay văn quảng cư kiết hạ của chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử thể theo truyền thống của Phật dạy từ nghìn xưa trở về các đạo tràng an cư kiết hạ của chư tôn đức tăng ni, phát tâm cúng dường hộ trì tam bảo. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa và công đức rất nhiều. Tôi xin được thay mặt toàn thể ni chúng tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni xin thành tâm cảm niệm tấm lòng của quý Phật tử, đồng thời xin tán dương công đức cúng dường của quý vị. Chúng tôi nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc của tất cả quý Phật tử luôn luôn được mạnh khỏe, an vui, lúc nào cũng hướng tâm về tam bảo, làm lành lánh dữ, giữ tâm ý cho trong sạch như lời chư Phật dạy. Được như vậy thì công đức cúng dường của quý vị mới thật sự là viên mãn. Cầu mong quý vị lúc nào cũng nhớ vâng lời Phật dạy, càng ngày càng tu tập để thân tâm được nhẹ nhàng thảnh thơi, càng ngày càng có niềm an vui hạnh phúc chân thật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ni sư vừa quan hỷ từ bi hứa cả thọ nạp sự cúng dường cho chúng con, còn ban những lời pháp nhũ thật cao quý. Chúng con xin thành kính tri ân và y giáo phụng hành. Chúng con cũng xin được phép cúng dường tam bãi. Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. Chí tâm đảnh lễ tất cả chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. Chí tâm đảnh lễ tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. Hoa sen thắm miệng hay mỉm cười, Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật nỗi đồi khó cây. Sớm chiều lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều, ơn thầy nghĩa mẹ tình cha, Phật là to lớn hơn là biển đông, nguyện xin khắc cốt ghi lòng sớm chiều tu học đáp đền tình thâm. Đẹp thay ngồi
sen thấm. Sau buổi tác bạch cúng dường tại Thiền viện Trí Đức Chư Ni, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại Trường Hạ, trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, cơ sở ni tại chùa Huệ Giác, ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nhân mùa an cư kiết hạ, hội đủ duyên lành, hàng Phật tử chúng con gồm những người đang có mặt tại đây và một số Phật tử bận việc ở nhà đã nhiệt tâm tích góp một số tịnh vật tịnh tài xin dân dâng lên cúng dường Tam Bảo. Kính mong chư Phật gia hộ cho chư vị pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, Phật độ viên thành, hầu phổ độ chúng sanh. Kính mong chư vị chứng minh cho sự cúng dường này, hầu Phật tử chúng con được tính dùng công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Được Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Chứng Minh. Chúng con thành kính hướng về Đức Trưởng Lão và Thượng Tôn Sư Thụ Trì Thượng Viện Trưởng Hiếu, Ủy viên Thường Trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai, Viện trưởng Mặt trường Chứng Minh. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử Việt Nam thân mến, an cư chánh pháp ứng thực truyền, chúng tôi tu hành với thiện duyên. Hôm nay là một dịp duyên rất tốt đẹp khi được trở về hạt trường để cúng dường Tam Bảo và học theo hạt của Hòa Thượng Ân Sư. Tu tập phước điền là hành trang quý nhất của người Phật tử. Cầu chúc tất cả quý vị phước đức luôn luôn đầy đủ, trí tuệ luôn luôn tăng trưởng. Có phước đức đầy đủ, chúng ta sẽ có đầy đủ nghị lực, niềm tin và sức mạnh để vượt qua những khó khăn trở ngại bế tắc trong cuộc đời. Và có trí tuệ tăng trưởng, chúng ta sẽ phát triển được ba nghiệp thân khổ ý của mình để đúng với chánh pháp, an cư lợi lạc trong đời này và đời sau. Là người Phật tử thực hành tu bước tạo đức để đầm hộ thân, phước đức quý giá vô ngần, đem lại an lạc tình khổ đau. Cầu nguyện chưa lên cụ về Đức Tổ được giảng sanh lạc quốc, lạy tạ ơn mẹ, lạy tạ ơn cha cho con tất cả một đời nở hoa, những đóa hoa trí tuệ, những đóa hoa từ bi, hồi hướng phúc đức cúng dường này kết thành tràng hoa hiếu hạnh để dâng lên trong mùa vu lan báo hiếu với cha mẹ vị hiền Tăng Long Đức Thọ. Một lần nữa cầu nguyện trên cầu ân chư Phật chứng minh cho toàn thể đạo tràng tận lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ni sư và chư vị chư tôn đức ni đã từ bi hướng khả nạp họ cho sự cúng dường này. Chúng con xin thành kính tri ân, xin cúng dường Tam Bảo. Thân tâm thật thở lô ni Phật diệu nó như ngắm mùa quy. Phật tại đây đang đường vũ khổ, Phật tâm vô thứ bất từ bi. Nhất tâm hành lễ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ đây nhất thiết chư tôn Phật. Nhất tâm hành lễ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ đây nhất thiết chư tôn Phật. Thank you.
chùa có Phật đẹp thầy, ngồi tòa sen thấm miệng hay mỉm cười. Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật nỗi đồi khó cây. Sớm chiều lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều. Ơn thầy nghĩa mẹ tình cha, Phật là to lớn hơn là biển đông. Nguyện xin khắc cốt ghi lòng, sớm chiều tu học đáp đền tình thâm. Sau buổi tác bạch cúng dường trường Hạ, trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại trường Hạ Thiền viện Liễu Đức, tòa lạc số 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nguyện đem công đức cúng dường này mùi hương như Phật gia hộ cho đạo tràng, cho cổ hiền thánh tổ ta thân phụ mẫu, tập hiện tại phụ mẫu của quý vị trong đạo tràng chúc lâm phổ chiếu được người Phật sớm siêu sanh tịnh độ, người còn thì phúc lạc gia quyến an khang. Và cũng không quên gửi lời về những người hôm nay không thể đi cùng quý vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đạo tràng chúng con, đạo tràng chúng con thành tâm đảnh lễ ni sư và chúc ni sư cùng các vị chư ni ở đây được thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành, Phật nhằm phổ độ chúng sanh. Trên ni sư đã thành tâm chứng minh lễ vật của chúng con xin đảnh lễ tam bảo, chúng con xin đảnh lễ tam bái. Khi tâm lên tất cả pháp ba đời đồ không khắp ba giới. Khi tâm mình về tất cả tâm vật miền thân ta đời lộ không tâm mà chớ thiên. Hoa sen thấm miệng hay mỉm cười. Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật nỗi đồi khó cây. Sớm chiều lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều. Ơn thầy nghĩa mẹ tình cha,
Phật là to lớn, hương là biển đông. Nguyện xin khắc cốt ghi lòng, sớm chiều tu hồng đáp đền tình thâm. Sau buổi lễ tác bạch cúng dường Trường Hạ Thiền Viện Liễu Đức, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại Trường Hạ Thiền Viện Huệ Chiếu. Thiền Viện Huệ Chiếu vốn là nông trại Kim Liên do sư bà Thượng Tịnh Hà Khiết, viện chủ chùa Kim Liên ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, thành lập năm 1975. Sau đó giao cho đệ tử lớn là Ni sư Khiết Minh quản lý. Cuối năm 1979, Ni sư vì hâm mộ pháp tu thiền nên đã hiến cúng toàn bộ cơ sở đất đai cho Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, viện chủ Thiền Viện Chân Không Vũng Tàu, để thành lập Thiền Viện Huệ Chiếu ở khu Đại Tổng Lâm. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư bà cùng chư tôn đức ni Thiền Viện Huệ Chiếu, hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tháng 7 năm 2019. Chúng con là hàng Phật tử thuộc đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu, xin được tác bạch cúng dường. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay nhân ngày an cư kiết hạ, hàng Phật tử chúng con gồm những người hiện ra có mặt tại đây và những người vì bận việc gia đình đã cùng nhau tích góp một ít tịnh tài tịnh Phật, xin được dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, cúi mong chư Phật gia hộ độ trì cho quý ni sư và chư vị tôn đức ni được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc. Kính mong ni sư hứa khả nạp thọ, sự cúng dường này của chúng con hầu làm cho chúng con được gội nhuần công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Việc làm của quý vị nói lên tấm lòng của người con Phật lúc nào cũng muốn châm dầu vào ngọn đèn chánh pháp để cho Phật pháp được trường tồn. Tuy rằng cuộc sống bên ngoài rất là vất vả, nhiều lo toan, nhưng quý vị đã nghĩ đến chư tăng ni và cũng nhín ăn bớt mặt để rồi đem tịnh tài tịnh vật để cúng dường cho quý cô. Và chúng tôi cũng xin cảm niệm tri ân toàn thể quý Phật tử. Và trong mùa an cư kiết hạ này, tất cả việc làm của chúng ta cũng đều hướng về cho cha mẹ hiện đời được phước huệ tăng long và cha mẹ quá vãng, được sanh về cảnh giới an lành. Đó là nói lên tấm lòng của người con hiếu thảo. Thì hôm nay trước trang nghiêm, trước tam bảo trang nghiêm thanh tịnh, chúng tôi cũng xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cũng như gia quyến được có sức khỏe an khang, tâm bồ đề kiên cố, và tất cả huynh đệ chúng ta lúc nào cũng đầy đủ thiện duyên, được gần gũi minh sư thiện hữu để sắp tấn trên bước đường học đạo giải thoát. Và mong rằng trên mười phương chư Phật chứng giám cho tấm lòng thành của tất cả chúng con, và ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng con xuất gia cũng như hàng Phật tử tại gia lúc nào cũng được sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật và tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ni sư đã hoan hỷ nạp thọ sự cúng dường này, lại còn ban bố những lời pháp nhũ cao quý và còn chúc phúc cho chúng con. Chúng con xin thành kính tri ân. Chúng con xin y giáo phụng hành và xin được cúng dường tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sau buổi lễ tác bạch cúng dường Trường Hạ Thiền Viện Huệ Chiếu, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại Trường Hạ Trung cấp Phật học Đại Tùng Lâm Ni Viện Thiền Hòa. Tại đây và những người làm việc ở nhà đã tích góp một số tượng tài hiện vật mang lên cho nơi đây chúng tôi tham khảo. Kính mong chư Phật gia hộ cho quý vị sư cùng toàn thể tiêu biểu tôn đức liên của chúng tôi hòa pháp thể chúng nay nên tâm thường này còn đạo viên thành hậu độ chúng sanh. Kính mong quý chư đi cùng toàn thể tiêu biểu tôn đức liên Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử thuộc đạo tràng Thiền Viện Phổ Chiếu, hôm nay tại hạ trường của Ni Viện Thiền Hòa, chư ni rất là làm hạnh phúc được tiếp đón hơn 200 tâm hồn nền đạo của quý Phật tử trở về nơi đây. Thưa tất cả chư huynh đệ, chư Phật chư Tổ thường dạy: lần hay mùa hạ thầm tâm, ấy mùa Phật tử thành tâm kính nguyện. Bao nhiêu công đức vô biên đều do hạ lạc cần chuyên tháng ngày. Khi nói đến 3 tháng an cư kiết hạ là nói đến sự nỗ lực tu tập cao độ của chư tăng ni bất cứ trụ xứ nào, nhất là tại Việt Nam của chúng ta. Trong ý nghĩa tinh thần cao độ của người Phật tử tại gia, quý vị mang một cái tâm niệm luôn luôn hộ trì chánh pháp, bởi vì Phật pháp trường tồn là do tăng ni nghiêm trì giới luật. Tầm lâm hư thành là do đàn na và tâm tịnh cụ. Thế thì ngày hôm nay chư tăng ni trong vấn đề 3 tháng an cư kiết hạ để đánh giá một bồi đạo của hàng đệ tử Đức Phật, nhất là tỳ kheo và tỳ kheo ni ở thế gian. Huynh đệ thấy chúng ta có thêm một tuổi là khi mùa xuân về. Còn đối với người tu sĩ, cái tuổi đạo quan trọng là 3 tháng an cư kiết hạ. Có sự tu tập cao độ và sự chứng minh của chư tôn hiền đức từ trung ương. Thế cho nên ngày hôm nay quý vị là những người Phật tử rất là phần thân, một đạo tràng của Thiền Viện Phổ Chiếu, và có được biết hàng tháng huynh đệ tập trung để tu tập và có nhân duyên đến thăm Ni Viện Thiền Hòa. Nhưng mà ngày hôm nay đặc biệt là mùa hạ trở về, thường trong phái đoàn huynh đệ đi có sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng hoặc ni, nhưng mà đoàn của chúng ta đạt được vấn đề từ ý thức cao độ, và những người Phật tử trưởng đoàn đã hướng dẫn tất cả huynh đệ đồng lòng đồng sức tổ chức một buổi lễ cúng dường tất cả các trưởng hàng. Công đức này thiết nghĩ bằng tất cả ngôn ngữ chắc chắn không thể nào diễn tả được hết. Vậy thì Phật tử chúng ta phải hiểu về cái pháp an cư của chư tôn đức tăng ni. An cư có nghĩa là yên ổn ở một nơi. Thời xưa huynh đệ thấy thời của Đức Phật đó, đâu có được ở trong cái nhà cao như vậy, phải không? Tại vì mỗi thời thế, thời buổi nó khác nhau. Thời đó chư tăng chư ni đi khất thực và thọ hạ nhất túc, đi khất thực đến đâu, du hóa đến đâu, và tối về thì ở tại đó, ở ngay gốc cây. Đó là lối sống của hành giả thời của Đức Phật. Nhưng tùy theo thời thế, ngày hôm nay chư tăng chư ni cũng có được cái diệu phúc, bởi vì phương tiện và
sống theo thời cuộc, cũng ở được căn nhà tuy không cao lòng nhưng cũng được hạnh phúc an khang. Vậy thì thưa huynh đệ, nói đến ba tháng an cư, về mùa mưa không phải sự của chúng ta mà Ấn Độ tất cả các con trùng sinh sôi nảy nở. Khi đi khất thực thì chư tăng đi về dặm đạp con trùng, cho nên Đức Phật nên chế ra cái pháp an cư mùa mưa đó ở một chỗ để tâm túc tu học rau dồi dời định về. Thứ nhất là để nỗ lực công phu tu tập, thứ hai tránh đi sự khất thực dặm đạp các con trùng để cầu đến cái lòng tự tin. Hình ảnh đó từ ngàn xưa Đức Phật đã chế ra đến ngày nay vẫn tiếp tục nối theo cuộc sống của Đức Thế Tôn. Ngày hôm nay đối với chư ni ni viện Thiền Hòa, kính thưa chư huynh đệ, ở đây là cái ngôi trường đào luyện chư ni 3 năm một khóa. Nói 3 tháng an cư chứ thực sự ra là quý cô hơi khép mình trong cái khuôn khổ của ni viện, trừ trường hợp có công việc đặc biệt trình lên ban quản chúng thì một học ni đó mới được xuất ngoài. Còn tất cả đều cầm túc một năm, chỉ cho phép về thăm thầy tổ hoặc gia đình một lần mà thôi. Đây là một tư tưởng đào luyện cho tất cả chư ni có cái tinh thần vững chắc và quyết tâm kiên định để học. Bởi vì sao? Sau này 3 năm khi ra trường, với điều mong muốn của giáo hội và nhất là ni trưởng nơi đây, muốn cho tất cả chư ni ít nhiều gì cũng phải có tương lương để hoàn hóa đồ sân. Và thưa huynh đệ, ở nơi đây không phải chỉ học mà phải thực hành tất cả các công việc minh tấn và quý vị đã thấy rồi. Nơi đây nó nhiều phương tiện, nhiều cách làm để đào luyện cho chư ni khi ra làm đạo gặp những vấn đề gì cũng có thể ứng xử để làm được Phật sự. Đó là cái tinh thần của chư ni tại ni viện Thiền Hòa cùng trình cho tất cả huynh đệ biết. Và huynh đệ được biết rằng năm nay mùa hạ đến Tết và qua năm sau huynh đệ sẽ thấy quả mới đến với ni viện 3 năm xin trả lại cho thầy tổ. Thôi thì bằng tất cả tấm chân tình huynh đệ đã dành cho chư ni nơi đây, quý cô yên tâm tu học được hay không là nhờ tất cả bàn tay của quý Phật tử, người có của, người có công. Nhưng mà quan trọng nhất là huynh đệ dùng hết cái tâm của mình đến với tam bảo và trợ duyên cho chư tăng chư ni. Nghiệp lực này, tinh thần này không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Một lần nữa thay mặt với trường, ban chức sự nhà trường và toàn thể ni học chúng nơi đây chân thành cảm niệm và tri ân công đức cúng dường hôm nay, hồi hướng cầu nguyện toàn thể huynh đệ luôn được thân tâm an lạc, gia đình luôn được hoàn an trong cuộc sống, và quan trọng nhất cầu nguyện cho quý vị có được đạo tâm kiên cố, chỉ có được niềm tin, vì rằng niềm tin là mẹ đẻ sinh ra tất cả các công đức. Quý vị làm bất cứ công việc vật sự nào, quý vị phải có niềm tin, không ai bắt buộc quý vị, mà đạo Phật đến để tin, tin để thấy cái nào thật, cái nào hư, và quý vị tu học cầu mong giải thoát. Vì Đức Phật nói, nước trong sông đều đổ về một biển cả, tất cả pháp môn của chúng ta tùy theo phương tiện, nhưng cuối cùng chỉ đến một bờ, đó là giác ngộ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay cũng dự Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người đã nhận được cùng toàn thể quý vị tôn đức nên của thiền viện Hòa trên, quý vị đã từ bi chứng minh nước đã họ hà sự cứu điều này, lại còn ban bố và đại phật tử chúng con những lời thông điệp cao quý. Chúng con tôn thành kính tri ân để giáo hội hành còn để đồng đệ chúng con những cứu điều ta phải cái vị đồng đệ để tham nào nhất tâm đăng lễ hạ phương hương đủ tam bảo tam bái kính
lại mười phương chư Phật, xin gia hộ cho tất cả Phật tử chúng con luôn được chân tịnh đạo nề. A Di Đà. Dòng thiền Trúc Lâm nước Việt bắt nguồn từ Tam Tổ mà tuôn chảy, mà thấm đượm vào đời từ 700 năm qua. Cho đến bây giờ vẫn tuôn chảy, vẫn âm thầm nuôi dưỡng với thân huệ mạng của tăng ni Phật tử Việt Nam. Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thanh Hà Từ, một thiền sư có chủng duyên sâu dày với dòng thiền nước Việt, Ngài đã nhiều năm trăn trở, nhiều năm tu tập, và sau cùng Phật Pháp không cô phụ người có đại chí. Hòa Thượng đã thấu đạt nguồn tâm, đã tìm được lối đi cho mình và tăng ni tứ chúng. Từ đó dòng thiền nước Việt được hồi sinh sau một thời gian dài ngủ yên trong tịch lặng. Dòng thiền Trúc Lâm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 24 tìm được thượng nguồn, hòa nhập tuôn chảy. Các thiền viện lần lượt ra đời, đem nguồn vui đến cho nhiều người tăng ni Phật tử Việt Nam. Sau buổi lễ tác bạch cúng dường Trường Hạ, trường trung cấp Phật học tại Tùng Lâm Ni Viện Thiện Hòa, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại Trường Hạ, Thiền Viện Phổ Chiếu. Tháng 8 năm 1982, Thiền Viện được thành lập, Hòa Thượng đặt tên là Phổ Chiếu. Buổi đầu chỉ có hai căn nhà nhỏ vách đất, mái lá đơn sơ, một ngôi nhà dành làm chánh điện, một ngôi dành cho ni chúng ở. Kính bạch ni sư cùng toàn thể chư vị tôn đức ni của Thiền Viện Trúc Lâm Phổ Chiếu, chúng con hàng Phật tử tại gia của đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu xin tác bạch cúng dường. Kính bạch ni sư, nhân mùa an cư kiết hạ, đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu chúng con bao gồm những người có mặt hôm nay tại đây và những người bận việc ở nhà đã tích góp được một số tịnh tài tịnh vật mang lên đây dâng lên cúng dường Tam Bảo. Kính mong chư Phật gia hộ cho quý ni sư và toàn thể chư vị tôn đức ni của Thiền Viện Trúc Lâm Phổ Chiếu được thân tâm thường lạc, pháp thể khinh nan, Phật đạo viên thành, hầu hổ độ chúng sanh. Kính mong ni sư cùng toàn thể chư vị tôn đức ni của Thiền Viện từ bi chứng minh hứa khả thọ nạp sự cúng dường này để hàng Phật tử chúng con được gọi nhùm công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu, hôm nay mùa an cư kiết hạ 2019 năm Kỷ Hợi, quý Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu đã về các thiền viện để cúng dường, và giờ đây là đến Thiền Viện Phổ Chiếu, là nơi mà quý Phật tử tu tập hàng tháng. Đây là một việc làm rất là quý hóa, bởi vì mùa an cư kiết hạ, quý vị đã nhịn phần chi tiêu của gia đình mình để sắm sanh phẩm vật dâng lên cúng dường. Trước là gieo trồng ruộng phước, thứ nữa là trợ duyên cho quý thầy quý cô có thêm điều kiện và phương tiện để tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ. Chúng tôi xin đại lao cho ni trưởng trụ trì và thay lời cho toàn thể đại chúng Thiền Viện Phổ Chiếu thành tâm cảm niệm công đức và tán thán việc làm tốt đẹp của quý vị. Chúng tôi xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu và quý Phật tử ở trong các đạo tràng đã tháp tùng với đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu hôm nay, luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc, luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy để ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày để có một đời sống an vui và hạnh phúc. Và chúng tôi cũng hồi hướng công đức cầu nguyện cho phụ mẫu của quý Phật tử còn tài thế được thân tâm an lạc phước, cầu nguyện cho phụ mẫu đã quá vạc cùng cử viện thất tổ nội ngoại tông thân được nhờ công đức cúng dường ngày mà sớm sanh về cảnh vui
Giờ đây xin mời quý Phật tử lễ Tam Bảo chứng minh Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên Ni Sư đã từ bi chứng minh ước khả họ nạp sự cúng dường như pháp này, lại còn ban bố cho chúng con những cái lời pháp nhũ cao quý. Chúng con xin thành kính tri ân và y giáo phụng hành. Tất cả đạo tràng chúng con xin cúng dường tam bái. Hoa sen thắm miệng hay mỉm cười, Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật nuôi đồi có cây. Lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều, ơn thầy nghĩa mẹ tình cha, Phật là to lớn hơn là biển đông. Nguyện xin khắc cốt ghi lòng. Sau buổi lễ tác bạch cúng dường Trường Hạ Thiền Viện Phổ Chiếu, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại Trường Hạ Thiền Viện Viên Chiếu. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Ni Sư cùng chư vị Tôn Đức Ni Thiền Viện Viên Chiếu, chúng con là hàng Phật tử thuộc đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu, xin được tác bạch cúng dường. Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Hợi, trong mùa an cư năm nay, các Phật tử thuộc đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu đã vân tập về tại Thiền Viện Thiên Chiếu, nhân lời tác bạch cùng phẩm vật tịnh tài cúng dường Tam Bảo. Thay lời chư ni tại Thiền Viện Thiên Chiếu, chúng tôi rất hoan hỷ tán thán. Quý Phật tử là những người đã từng tu học theo Thiền Viện Phổ Chiếu rất lâu, tham dự những thời khóa tu học hàng tháng và siêng năng nghe giảng dạy Phật Pháp. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một nhân duyên rất lớn trong đời của quý vị, và muốn gieo thêm những phước lành đời này đời sau. Quý vị đã đóng góp tịnh tài tịnh Phật, cùng nhau sắm sanh lễ vật và đến tận các thiền viện cúng dường, cũng như cầu nguyện cho chư tôn đức tăng ni tại các thiền viện. Chúng tôi xin trân trọng tán thán. Giờ này trước Phật điện Trang Nghiêm, xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị luôn luôn thân tâm an lạc, tâm bồ đề kiên cố, lúc nào cũng được gặp thầy làm bạn tốt, đạo tràng tu học, cùng nhau nắm tay trên đường giải thoát, tiến bước mãi không cùng. Đó là nhân duyên lành trong cuộc đời của chúng ta, và cũng hồi hướng tất cả phước lành này đến chủ điện thức tổ, tất cả các hương linh quá giảng của cha mẹ ông bà nhiều đời được siêu sinh về cõi an lạc, cũng như tất cả cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, bồ đề tâm tăng trưởng. Giờ này quý vị đã tác bạch
dường như pháp. Xin mời đứng dậy lễ Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ni sư đã hứa khả nạp thọ sự cúng dường này, lại còn ban bố những lời pháp nhũ cao quý, cùng những lời chúc phúc tốt lành và những lời động viên khích lệ cho chúng con tu hành thêm tinh tấn. Chúng con xin thành kính tri ân và y giáo phụng hành. Sau đây chúng con xin được cúng dường tam bái. Ngồi tòa sen thâm, miệng hay mỉm cười. Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật, núi đồi cỏ cây. Sau buổi lễ tác bạch cúng dường Trần Hạ thiền viện Duyên Chiếu, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại Trần Hạ thiền viện Thường Chiếu trong một buổi chiều mưa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư vị tôn đức và thượng thiền viện Trúc Lâm Thường Chiếu, chúng con Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu xin tác bạch cúng dường Nhân mùa An Cư Kiết Hạ. Đạo tràng chúng con gồm các Phật tử ở đây và các vị bận việc ở nhà có tích góp số tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Tam Bảo. Hầu ơn Tam Bảo gia hộ cho quý chư vị thân tâm thường lạc, Phật đạo uy thành, phổ độ chúng sanh. Và chúng con xin quý thầy chứng minh hứa khả nạp thọ công đức cúng dường này cho hàng Phật tử chúng con được hồi hướng công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sen thâm miệng hay mỉm cười. Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật, núi đồi cỏ cây. Lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều. Ơn thầy nghĩa mẹ tình cha, Phật là to lớn hơn là. Sau buổi lễ tác bạch cúng dường Trường Hạ Thường Chiếu, đoàn tiếp hành trình cúng dường tại Trường Hạ Thiền Viện Linh Chiếu, tòa lạc số 1843 quốc lộ 51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhân mùa An Cư Kiết Hạ,
Chúng con Phật tử đạo tràng Trúc Lâm Phổ Chiếu hôm nay gồm các vị ở đây và một số vị bận việc ở nhà có tích góp tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Tam Bảo, cầu mong Hồng Vân Tam Bảo gia hộ cho quý chư ni thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành, phổ độ chúng sinh. Kính mong quý chư vị chứng minh hứa khả nạp thọ công đức cúng dường này cho chúng con được thọ nhường công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trường Hà được thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng. Nguyện đem công đức lành này cầu nguyện trên chư tôn đức 3 tháng an cư, pháp thể được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng sanh, là con thuyền thanh lương đưa chúng sanh đến bờ an vui giải thoát. Nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh kẻ còn được đượm nhuần mưa pháp, phát nguyện tu trì, kẻ qua đời ác đạo được xa lìa, chóng thành đạo quả. Sớm yêu lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều, ơn thầy nghĩa mẹ tình cha, Phật là to lớn hơn là biển đông, nguyện
xin khắc cốt ghi lòng, sớm chiều tu hồng đáp đền tình thâm. Tòa sen thấm miệng hay mỉm cười, Phật thương